về tương lai như vậy, thì cái tâm nó sẽ được tỉnh giác, nó sẽ luôn luôn chánh niệm là ghi nhận ở ngay cái sát na hiện tại. Vậy thì mình nhiệt tâm tinh cần tỉnh giác để thấy các cái pháp nó đang diễn ra ở trong hiện tại này. Chánh niệm là luôn ghi nhớ đề mục. Chánh niệm, niệm là nhớ nghĩ một cái điều gì đó chân chánh, chánh đáng nhớ nghĩ những cái gì mà đáng nhớ nghĩ, nhớ nghĩ những cái gì mà nó khởi lên những cái tâm chân chánh, những cái tâm thiện này chân chánh ấy, thì cái đấy là chánh niệm. Vậy khi mình nhớ đến các cái pháp quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp thì tất cả những cái đấy là chánh niệm. Ví dụ khi niệm thân mình biết ghi nhớ đề mục hơi thở hay là 32 thân phần hay tử thi hay các sắc chân đấy, luôn chánh niệm ghi nhớ không quên, không cố ý khởi lên những tạp niệm khác. Khi mình niệm cái gì mình cũng ghi nhớ được cái điều đó. Thế cái người nào mà có được cái chánh niệm nó mạnh thì cái người đấy sẽ có được cái định mạnh. Cái người nào mà chánh niệm yếu thì cái người đấy sẽ định yếu. Vậy thì chánh niệm là nó là nền tảng cho định. Vậy thì cái gì là nền tảng cho chánh niệm? Cái tưởng của mình nó sẽ là nền tảng cho niệm. Ví dụ mình phải tưởng được, tưởng nhớ, cái tâm của mình nó luôn luôn tưởng nhớ. Ví dụ như là hơi thở vào ra nó không có hình tướng, mình không có thể quan sát nó bằng mắt, nhưng mà mình có thể tưởng, mình có thể dùng cái trí của mình ghi nhận nó, mình ghi nhớ. Thì cái sự ghi nhớ, cái sự mà mình ghi nhận nó thì đấy là do cái tâm của mình luôn luôn tưởng đến cái đặc tính của nó, luôn luôn hướng cái tâm về cái đặc tính đấy, tưởng nhớ lại nó. Và cái tưởng đấy nó mạnh thì là cái niệm nó sẽ mạnh, và cái niệm là cái sự mà nó ghi nhớ được như vậy. Thì cái người nào mà có được cái trí nhớ mạnh thì cái người đấy sẽ ghi nhớ được một đối tượng liên tục, mình có thể ghi nhớ mà nó không quên. Mình muốn, mình khởi lên một cái mong muốn ghi nhớ một điều gì đó thì cái điều đó mình có thể ghi nhớ nó liên tục. Thì với một cái người mà mới thực hành, mình để tâm vào một, mình để tâm vào một đối tượng ấy, thì nó sẽ rất là nhàm chán, nó rất là nhàm chán, bởi vì nó lúc đấy thì cái tâm của mình nó vốn dĩ là nó sống hoang dã, nó quen hoang dã là nó thích nghĩ năng sang, nó thích phóng túng, nó thích chạy nhảy, giống như là con khỉ nó thích chạy nhảy lăng xăng, hay là cái con chó mà nó không có xích từ nhỏ đến giờ mà bây giờ bắt nó, mình xích vào bắt đầu nó sẽ vùng vẫy, nó sẽ quậy phá. Thì với một cái người mới tu tập huấn luyện cái tâm nó rất là khó. Lúc đấy mình cứ cho nó nghĩ về một đối tượng và nó sẽ rất là nhàm chán. Nó nhàm chán bởi vì nó thích nghĩ đến những cái đối tượng, những cái đối tượng mà nó vui thích. Tâm của mình nó thích nghĩ về những cái bộ phim, nó thích nghĩ về những cái câu chuyện, nó thích nghĩ về những cái điều mà nó kích thích, nó làm cho hoan hỉ, nó làm cho thỏa mãn, nó làm cho thích ý. Đấy là cái bản chất của cái tâm hoang dã là nó thế. Và bây giờ cái tâm được tu tập, được rèn luyện để tẩy trừ tất cả những cái tập khí, những cái thói quen bất thiện đi, thì cần phải có chánh niệm này. Thì chánh niệm này nó được ví giống như là một cái dây cương hay là một cái sợi dây nó buộc cái tâm lại. Chánh niệm là thế, buộc cái tâm vào một đối tượng nào đấy, buộc cái tâm vào một cái pháp nào đấy, một cái pháp nào cần phải tu tập thì luôn luôn phải buộc tâm ở đấy. Buộc tâm nghĩa là lấy cái chánh niệm này, luôn luôn phải buộc nó lại, không cho nó nghĩ sang chuyện khác một cái là phải, là không cho nó nghĩ sang, phải lôi nó lại này, nó cứ hướng đi, nó cứ phóng tâm đi là phải lôi nó lại, phóng đi lôi lại. Đấy thì nó là chánh niệm là như vậy, là luôn luôn phải buộc cái tâm
Ví dụ như một người hành thiền hơi thở, buộc tâm vào hơi thở, cái tâm nó phóng ra một cái chuyện khác, nôi nó trở về hơi thở, nó cứ phóng đi lại nôi nó về, buộc như thế lâu ngày nó sẽ thuần thục. Và lúc đấy nó sẽ đến một cái lúc nào đấy, nó sẽ cái tính cái bản tính mà thích tung tăng chạy nhảy nó sẽ bớt đi, nó giảm bớt đi, và lúc đấy nó sẽ an phận, nó chịu yên, nó chịu trú lại một điểm ấy, và nó sẽ hoan hỉ thích thú với cái điều đó, và nó cảm thấy như là cái sự an trú này nó khỏe hơn, nó được nghỉ ngơi như thế. Và đến một lúc là nó chấp nhận điều đó, tức là nó chấp nhận là chú tâm trên cái đối tượng này, chấp nhận chú tâm trên đối tượng này không đi đâu nữa, thì lúc đấy là nó thuần thục. Thì phải rèn luyện cho cái tâm nó trở nên thuần thục như vậy. Thực hành tứ niệm xứ là rèn luyện cho cái tâm như thế, cho nó rèn luyện để cho nó trở nên thuần thục rồi, thì nó sẽ thích, nó sinh ra cái trạng thái gọi là hỷ lạc, thích thú với cái đối tượng đấy. Và mỗi khi mình khởi lên cái chánh niệm đấy, là cái tâm nó cứ giữ vững ở trên một cái đề mục đấy, với một cái tâm đấy dần dần nó trở nên thuần tịnh, trở nên an nhiên, vững chắc, bất động. Với cái tâm mà mình dần dần mình sẽ làm chủ được cái tâm như vậy, thì cái tâm lúc đấy từ cái chánh niệm ấy nó trở thành một cái định lực vững vàng. Từ cái tâm mà có cái định lực vững vàng, không cấu uế, không biện não, nhu nhuyễn, vững chắc, bất động, mình thì lúc đấy mình có thể sử dụng được cái tâm đấy theo cái ý của mình. Mình thực hành như thế để mình rèn luyện cái tâm, thì cái chánh niệm này cũng giống như là mình mài cho cái tâm của mình nó trở nên sắc bén, giống như một cái người mài dao. Vì cái dao này lâu ngày không được sử dụng cho nên là nó bị han rỉ, nó bị cáu uế rồi. Bây giờ phải mài cho nó sắc bén. Khi cái dao nó sắc bén rồi thì mình sẽ đem nó ra để sử dụng. Mình có thể cắt gọt bất cứ một cái gì nó đơn giản nhẹ nhàng. Thế thì các cái pháp tứ niệm xứ thâm sâu, những cái pháp chân đế nó rất là sâu sắc, nó không thể nào quán chiếu và không thể nào thấy được bằng cái nội tâm còn cấu uế, bằng cái nội tâm mà yếu ớt, bằng cái nội tâm nông cạn, mà nó phải được quán chiếu bằng một cái tâm rất là sắc bén, rất là mạnh mẽ và rất là trong sáng, rất là thanh tịnh, thì mới quán được những cái pháp tận cùng của nó. Thì cái thực hành về cái chánh niệm này, tỉnh giác này, phải nhiệt tâm tinh cần tỉnh giác chánh niệm để mình mài đũa cho cái tâm của mình nó trở nên thanh tịnh, nó trở nên định tĩnh. Thì lúc đấy lấy cái sự định tĩnh đấy để mình quán về thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Thế thì cứ cái sự thực hành tứ niệm xứ đến đâu, thực hành ở cái mức độ thấp thì nó chế ngự được những cái tham ưu này thấp, mà thực hành khi mà có được cái kết quả cao thì nó sẽ chế ngự cái tham ưu này rất là cao. Chế ngự tham ưu ở đời có nghĩa là nó sẽ chế ngự năm triền cài: tham, dục, sân, hôn, trầm, thủy, miên, trạm, hối và hoài nghi. Trong cái lúc mình thực hành bất cứ một cái pháp gì mà, cứ cái lúc mình thực hành những cái pháp đấy, một trong tứ niệm xứ đấy, quán thân hay quán thọ hay quán tâm, quán pháp, thì lúc đấy thì những cái triền cái này nó không có cơ hội để khởi lên. Cái lúc mà mình đang thực hành quán tứ niệm xứ, tham dục không khởi lên, sân hận không khởi lên, hôn trầm thủy miên không khởi lên, trạm hối không khởi lên, hoài nghi không khởi lên. Càng thực hành mạnh mẽ, chánh niệm càng mạnh mẽ thì năm triền cái này nó càng yếu đi. Rồi dần dần nó sẽ được đè nén hoàn toàn và nó sẽ đi đến đoạn trừ hoàn toàn những cái năm triền cái đó. Dục tham sân hận sinh lên từ ngu si, hiểu biết sai. Như thân thọ tâm pháp này là ta của ta, tự ngã của ta, cho nên thân thọ tâm pháp cả hai hấp dẫn thì sinh ra xúc ta. Thân thọ tâm pháp này bị biến dị tổn hại thì sinh ra phiền muộn xấu ưu, đấy thì xúc tham nó khởi lên. Như hành giả nhiệt tâm tinh cần chỉ ra chánh niệm, tu tập tứ niệm xứ để thấy rõ cái bản chất của thân thọ tâm pháp này, không phải ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta, nên tham ái nó không chấp thủ nó với thân, nó được chế ngự, nên chế ngự những cái tham ưu ở đời.
Cái bốn phạm trú này nó là một cái phạm trù để và để chỉ những cái pháp tu tập đi đến niết bàn. Thế thì có người nói rằng tôi không tu tập tứ niệm xứ, tôi vẫn chứng được niết bàn, tôi tu tập theo pháp năm uẩn, tôi tu tập theo pháp danh sắc chẳng hạn. Thì bây giờ cái tứ niệm xứ này nó sẽ còn có những cái pháp mà nó tương đồng với nó được. Tứ niệm xứ còn tương đồng với những cái phạm chủ, với những cái pháp khác này. Nó còn có những cái thì là một cái sự chia, phân chia thành tứ niệm xứ. Còn cái pháp tu tập để đi đến niết bàn đấy còn có thể phân chia thành những cái phạm chủ khác. Ví dụ như là thân thọ tâm pháp là tứ niệm xứ, còn có thể phân chia nó thành danh và sắc. Có người chỉ cần phân biệt danh và sắc thì trong đó cũng bao gồm cả thân tọa tâm pháp, bao gồm cả tứ niệm xứ. Ví dụ như quán thân ở đây chính là quán những cái gì nó thuộc về sắc pháp. Sắc pháp là những cái mà nó thuộc về vật chất, thì đó là sắc pháp. Còn thân thọ tâm thì nó là danh pháp. Danh pháp thì nó là những cái mà nó thuộc về lĩnh vực tinh thần. Vậy thì tất cả những cái pháp môn tu tập để đi đến niết bàn là thế, là người đó quán để hiểu rõ ra cái bản chất của cái thân thể vật chất này, phân tích nó ra để hiểu cái sự thật của nó, để đoạn trừ cái chấp trước nó, là người đó đã được chánh trí và chứng ngộ niết bàn. Hoặc là phải phân tích để mà thấy ra được cái phần về tinh thần. Tinh thần là cái phần tâm thức của mình, để thấy ra được cái sự thật về cái tâm đấy, các cái thể loại tâm khác nhau, để mà đoạn trừ những cái sự chấp trước vào cái tâm đấy, thì người ta cũng đạt được chánh trí và chứng ngộ niết bàn. Vậy thì tứ niệm xứ cũng là danh và sắc. Danh sắc chia chẻ ra thành thân thọ tâm pháp. Vậy thì tứ niệm xứ cũng tương đồng với này cái pháp đó là danh và sắc. Tứ niệm xứ cũng tương đồng với năm uẩn. Năm uẩn là sắc thọ tưởng hành thức. Đấy là cái pháp môn tu tập về năm uẩn. Năm uẩn như là thân uẩn, sắc uẩn thì nó thuộc về thân niệm xứ. Như một cái người mà phân tích các cái sắc uẩn, các cái sắc tứ đại, các cái sắc ở sáu căn, thì lúc đấy người phân tích sắc uẩn là đang thực hành thân niệm xứ, người phân tích thọ uẩn là đang thực hành thọ niệm xứ, người phân tích các cái thức uẩn ở 121 tâm vương là thức uẩn thì đấy là đang thực hành về tâm quán niệm xứ. Và cái người mà phân tích tưởng và uẩn và hành uẩn là người đó đang thực hành pháp quán niệm xứ. Vậy thì tứ niệm xứ với năm uẩn thì cũng như nhau, chẳng qua là chỉ chia sẻ nó khác đi một tí. Vậy thì cái người tu tập trên năm uẩn cũng là đang thực hành tứ niệm xứ, và cái sự tu tập đấy cũng vẫn có thể đi đến niết bàn. Một người có thể tu tập theo phạm trù là 12 xứ, nội xứ và ngoại xứ. 6 nội xứ mắt tai mũi lưỡi thân ý, và 6 ngoại xứ là sắc thanh hương vị xúc pháp. Thì thực hành cái pháp này cũng là thực hành tứ niệm xứ. Ví dụ như thân niệm xứ là 6 nội sắc xứ: nhãn tinh sắc, nhĩ tinh sắc, thị tinh sắc, thiệt tinh sắc, thân tinh sắc và sắc chén đi. 6 ngoại xứ là sắc thanh hương vị xúc. Vậy thì một cái người mà quán về 6 xứ, 6 nội sắc xứ, thì thân này thì nó bao gồm cả thân bên, những cái gì thuộc về vật chất bên trong cơ thể mình, những cái gì nó thuộc về vật chất bên ngoài cơ thể mình, nó cũng thuộc về thân quán niệm xứ. Như một người mình quán tứ đại trên thân mình cũng là thực hành thân quán niệm xứ. Hoặc là lúc đấy mình hướng đến một cái xác chết ở bên ngoài, nó không phải là thân mình nữa, mà mình chú tâm ở trên cái xác chết đấy mình quán, thì nó để mình đắc thiền, nó cũng là thân quán niệm xứ. Mình quán 32 thể trược trong mình cũng là thân niệm xứ.
mình quán 32 thể trục bên ngoài cũng là thân, quán niệm xứ. Hay là những cái cảnh mà nó đập vào mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của mình. Bây giờ một cái cảnh sắc nó đập vào mắt mình, cái đấy nó cũng thuộc về sắc pháp, nó cũng thuộc về vật chất, thì nó cũng là thân, quán niệm xứ. Những cái cảnh mà là thanh, những cái âm thanh đấy, nó đập vào tai mình, thì những cái đấy nó cũng thuộc về vật chất và nó cũng là thân, quán niệm xứ. Những cái mùi, cái vị, cái xúc nó tác động vào các căn của mình, thì cái đấy nó cũng là thuộc về thân, quán niệm xứ, nội xứ. Và thì cái người quán về 12 xứ cũng là con đường đi đến niết bàn. Thọ là thọ do nhãn xúc sinh, người người ta quán thọ, thọ sinh ra bởi khi con mắt thấy cảnh sắc, thọ sinh ra khi tai nghe âm thanh, thọ sinh ra khi mũi ngửi mùi hương, thọ sinh ra khi lưỡi nếm vị, thọ sinh ra khi thân xúc chạm, thọ sinh ra khi ý tiếp xúc với pháp. Thì những cái thọ đấy là thuộc về thọ quán niệm xứ. Thì cái pháp quán này sẽ chia chẻ mổ xẻ ra ở cái mức chi tiết hơn. 12 xứ thì cũng là từ danh sắc để chia thành tứ niệm xứ, chia ra thành năm uẩn, chia ra thành nội xứ, ngoại xứ. Tâm là nhãn thức, nhĩ tư, tỷ tư, thiệt tư, thân thức, ý thức. Pháp là nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc và các cái pháp còn lại. Thì đấy cũng cũng là một cái pháp thực hành tứ niệm xứ. Khi được chia ra ở cái mức độ chi tiết, nó là thành 12 xứ. Hoặc là tứ niệm xứ cũng có thể chia ra thành 18 giới, 6 căn, 6 trần, 6 thức, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Đấy là thân quán niệm xứ bằng với 6 căn. Những cái người đấy quán các cái căn, nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt, 6 căn ở trên mình ấy, thì đấy là thân quán niệm xứ. Quán 6 thọ là thọ quán niệm xứ. Quán 6 thức thì lúc đấy là tâm quán niệm xứ. Pháp là quán 6 xúc, thân, thọ, tâm, pháp. Thì 6 căn là 6 căn, 6 trần, 6 căn, 6 trần và 6 thức. 6 căn thì là thân ở trên mắt, thân, thọ, sắc. Thì cái mà chia thành 18 giới, 18 giới có nghĩa là căn, cảnh, và thức, tức là căn, trần, thức. Thì căn ở đây có nghĩa là những cái con mắt, là những cái sắc ở bên trong. Cảnh nó cũng là cái sắc ở bên ngoài, thì nó thuộc về thân, quán niệm xứ. Còn thức ở đây thì nó bao gồm cả tâm và tâm sở. Thì ở đấy thì nó có cả thọ, nó cũng nằm ở trong đấy. Tâm nó cũng nằm ở trong trong cái thức đấy. Thọ, tâm, pháp nó đều nằm ở trong cái thức. Tức là một cái người có thể, một cái pháp mà có thể chia chẻ ra để thực hành, đó là chia thành tứ niệm xứ, chia thành năm uẩn, chia thành sáu, 12 xứ, chia thành 18 giới. Thì với một cái người mà muốn hành theo cái cách chi tiết thì sẽ chia chẻ cái pháp đấy ra một cách tỉ mỉ hơn, thì chia để ra thành nhiều pháp hơn. Với một số người thì thích hành theo cái cách vắn tắt thì sẽ chia chẻ cái pháp về danh sắc đấy ra ở một cái pháp nó vừa phải trung bình hơn, thì tùy theo căn tính, tùy theo cái căn tính của mỗi người. Cho nên là cùng một cái pháp là danh sắc mà được chia chẻ ra thành nhiều những cái cách thức, nhiều những cái pháp tu tập như vậy. Cho nên là cái con đường ấy nó có thể chia thành nhiều pháp khác nhau, nhưng mà cũng chỉ là một, đó là danh và sắc, và chỉ có cái hai cái pháp đó, danh và sắc, chứ không ngoài cái gì danh và sắc. Và chỉ có cái con đường tu tập để tuệ chi được danh sắc, tuệ chi được cái sự sinh lên của danh sắc, tuệ chi được cái sự diệt đi của danh sắc, và mình có thể mới có thể đạt được cái sự chánh trí và chứng ngộ niết bàn. Đấy là cái cách để quán tứ niệm xứ.
với một cái người mà mình sơ cơ mới thực hành trong bốn cái tứ niệm xứ, quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp, mình có thể áp dụng cái pháp môn nào, tu tập theo cái phương pháp nào, thì mình có thể lựa chọn pháp môn nào cho phù hợp với mình trong bốn cái pháp tứ niệm xứ, chọn một cái tứ niệm xứ phù hợp với căn tánh của mình, thì mình sẽ thực hành nó sẽ dễ dàng. Tứ niệm xứ là một cái pháp thực hành thiền tuệ. Trong cái pháp thực hành thiền định thì căn tánh được chia làm 6 căn: tánh tham, tánh sân, tánh si, tánh tín, tánh tuệ, tánh tư duy. Và trong thực hành thiền tuệ thì có 6 căn tánh này không? Thực hành thiền tuệ thì không sử dụng đến 6 căn tánh này. Khi trong thực hành thiền minh sát, thứ nhất là quán tứ niệm xứ, thì có chia thành 4 cái căn tánh để thực hành tứ niệm xứ. Đó là tánh tham, ái và đi với tuệ hiểu, tánh tham ái tuệ mặn, tánh tà kiến tuệ hiểu và tánh tà kiến tuệ mặn. Chỉ có hai cái này, tức là người mà có cái tham ái, tham ái nhưng mà cái người đấy trí tuệ yếu, tức là cái tâm tham thì nó mạnh, nhưng mà cái trí tuệ bị đó, có cái trí tuệ kém thì nó được thể hiện ra bằng cái sự mình tiếp thu bất cứ một cái kiến thức gì ở trên thế gian này mà nó không có năng động, nó không có mạnh. Tiếp thu một cái kiến thức gì giống như mình đi học bài mà cảm thấy cứ học cứ quên sau thì đấy là tuệ yếu. Tham ái tuệ mạnh thì có nghĩa là mình tiếp thu một cái gì đó nó rất là nhẹ bé đấy. Thì nó có hai cái cùng là tính tham, nhưng mà có người tuệ mạnh, người tuệ yếu, có người tà kiến tuệ mạnh và người tà kiến tuệ yếu. Cái người tà kiến là hay chấp vào những cái sai, những cái có những cái tưởng chi sai nó là mạnh, nhưng mà tuệ yếu là một cái người tà kiến tuệ mạnh. Chỉ có 4 cái tánh như vậy và cái người đó sẽ lựa chọn người phù hợp. Ví dụ người tham ái tuệ yếu thì phù hợp với pháp quán thân, người tham ái tuệ mạnh thì phù hợp với pháp quán thọ, người tà kiến tuệ yếu thì hợp với pháp quán tâm, người tà kiến tuệ mạnh thì hợp với cái pháp quán pháp. Đấy là người tham ái tuệ yếu, bởi vì cái tuệ của cái người đó yếu, cho nên là phải quán một cái gì đó nó thô thiển. Còn cái người mà cái tuệ mạnh ấy, thì người ta phải quán một cái gì đó nó tinh tế. Ví dụ cái người mà người trí thức ấy, mà bắt người ta làm những cái việc thô thiển người ta sẽ không muốn làm. Mà cái người mà là cái người thô lỗ mà bắt người ta làm một cái việc gì đó về trí tuệ thì người ta sẽ không muốn làm. Vậy trong tu tập cũng thế, với cái người mà có cái tuệ mạnh thì người ta phải làm một cái việc gì đó mà nó thuộc về cái mặt tinh thần nhiều. Còn cái người tuệ yếu thì mặt làm cái việc gì đó nó thuộc về vật chất nhiều. Thì cái quán thân thì nó liên quan đến vật chất nhiều, thì sẽ phù hợp với những cái người mà có cái sự dính mắc về vật chất. Cái người mà tuệ mạnh thì dính mắc về tinh thần nhiều hơn, thì quán những cái thuộc về tinh thần đó là quán thọ. Người ta kiến tuệ yếu phù hợp với quán tâm. Về quán tâm thì nó sẽ dễ hơn. Còn cái quán pháp thì nó rất là sâu sắc, nó rất là đa dạng, nó rất là phong phú, thì nó lại hợp với một cái người có cái tuệ mạnh. Thực hành tứ niệm xứ để diệt trừ tà kiến và phiền não như thế nào? Thế mình thực hành 4 cái pháp tứ niệm xứ này, chia ra thành cái cặp phạm trù tứ niệm xứ để nó đối trị lại. Nó đối trị lại những cái gì? Tại sao mình phải thực hành tứ niệm xứ? Thực hành tứ niệm xứ này nó để nó đối trị lại những cái phiền não, nó đối trị lại những cái bệnh thuộc về tâm. Ví dụ như tứ niệm xứ, 4 cái pháp niệm xứ để nó diệt trừ 4 cái ảo tưởng, 4 cái tà kiến. Ví dụ như người có tà kiến về thân, cho rằng thân là thanh tịnh, tham ái với thân thì phải hành thân niệm xứ để thấy sự bất tịnh của thân, để diệt trừ tà kiến tham ái với thân. Thế là cái người
Vừa tham ái với thân thì hành thân, nhiễm xứ, tà kiến về thân nhiều. Người có tà kiến về thọ cho rằng cuộc sống này là để hưởng thụ những niềm vui. Tức là cái người mà có cái tà kiến về thân thì ưa thích những cái thân lúc nào cũng trang điểm cái thân sạch sẽ, luôn luôn yêu thích những cái cảnh đẹp. Còn cái người có tà kiến về thọ thì không quan trọng cái bên ngoài mà luôn luôn quan trọng là sống phải có niềm vui, đẹp xấu không quan trọng, mà lúc nào cũng cứ nghĩ là cuộc đời là vui cho nên là phải đi tìm những cái niềm vui. Và ví dụ như người ta luôn luôn đi tìm những cái gì đó để tiêu khiển, để giải trí, và người ta thích là cuộc sống phải tràn ngập những cái niềm vui như thế. Ta nghĩ là cuộc đời này có nhiều cái sự vui thú và ham hưởng thụ những cái niềm vui, những cái sự làm chú ở trên đời, để tham ái chấp thủ đối với các cảm thọ. Thì đấy là cái người có tham ái với các cảm thọ này. Thì cần phải thực hành thọ quán niệm xứ, phải quán những cái thu về thọ để thấy sự thật của thọ là khổ. Đấy, vì như là cái người có tà kiến, mình khổ nhưng mà mình lại tưởng là vui. Cuộc đời này nó đầy dẫy những việc, những cái nỗi khổ. Mình cứ tưởng là chạy theo danh lợi, chạy theo những cái chức quyền, hay là mình cứ nghĩ là mình đạt được cái này cái kia rồi là cuộc đời sẽ an vui năm, sẽ hạnh phúc năm. Cứ giống như là đuổi hình mất bóng vậy. Cứ chạy theo hoa đốm hư không, những cái hoa đốm mà nó chớp chớp nó hiện ra trên hư không, mình cứ chạy ra mình nghĩ là bắt được nó là vui lắm. Nhưng khi nắm được nó xòe bàn tay ra chẳng có gì cả. Cũng như vậy, mình cứ chạy theo, mình bắt danh bắt lợi, bắt những cái vật chất phù du ở thế gian ấy, mình cứ nghĩ nắm được nó rồi là hạnh phúc. Nhưng mà khi nắm được nó rồi thấy khổ đau. Thì tất cả mọi cái những cái mà mình nghĩ là vui nhưng mà bản chất của nó thật sự là khổ là vậy đấy. Mình chạy theo sắc, mình nghĩ là đạt được sắc rồi là sướng lắm. Khi mà mình nắm được sắc rồi thì sắc huyễn hoại mất. Chạy theo thanh, mình nghĩ là khi mà có được âm thanh rồi thì vui lắm, mà khi mà mình nắm được thanh rồi thì thanh tàn mất. Chạy theo hương vị xúc pháp, mọi thứ nó đều như thế. Vậy thì cái vui đấy chính là khổ. Quán cái thọ thì mình thấy ra được cái khổ ở trong cái vui, thì đấy mới là thật. Giống như là cái người khác, mình uống nước mặn cứ nghĩ là uống vào rồi hết khát, mà thực ra uống vào nó càng uống nó càng khát. Đấy, thì cái người mà tham về cái, những cái cảm thọ này, tham ái với các cảm thọ cũng như thế. Mình cứ nghĩ mình đạt được cái này, đạt được cái kia là vui, nhưng mà thực ra mình cứ đạt được rồi mình lại cảm thấy nó chưa vui, lại phải đi đuổi bắt tiếp. Cứ như thế mà đuổi bắt mãi, mà đuổi bắt đến hết cuộc đời mà mình không bao giờ dừng lại được nữa. Vì mình bỏ ra quá nhiều công sức mà mình vẫn chưa đạt được cái niềm vui. Cái đích của mình là đạt được niềm vui mà chẳng bao giờ đạt được cả. Thì đấy là quán thọ, để mình thấy được này, càng chạy theo những cảm thọ thì càng khổ. Thì cái người quán thọ để diệt trừ cái tà kiến, cái tham ái đối với cảm thọ. Người thì có cái tà kiến về tâm, có cái tà kiến về tâm, cái người đấy thì cho rằng tâm là một cái tồn tại mãi mãi như một cái linh hồn bất tử, nên là tham ái chấp thủ đối với tâm. Cái người đấy, cái người mà có cái tà kiến về tâm này là hay, mình hay quan tâm về cái tâm đó. Thứ nhất là cái người đấy hay có cái tà kiến giống như là có một cái linh hồn nó tồn tại ở bên trong mình. Một cái người chết đi rồi thì cái linh hồn này nó tách ra khỏi thân, và cho nên là nó cũng có một cái cuộc sống nó tồn tại mãi mãi, cho nên là người ta cứ nói là chết rồi đi về với ông bà tổ tiên nó kia, thờ ông bà tổ tiên là vậy. Cứ nghĩ là nó có cái linh hồn bất tử như vậy. Một cái người mà có cái tà kiến cho rằng có linh hồn bất tử, thì cái người có tà kiến về tâm này thì người ta hay gọi là cái người này hay duy tâm, hay đi xem bóng, hay đi đồng bóng, hay có cái tà kiến người ta phán gì là sẽ nghe theo như vậy. Cái người này rất là nhạy cảm về cái vấn đề tâm linh. Đấy là cái người có cái tà kiến tham ái chấp thủ với tâm.
và cái người này hay no tế lễ cúng bái, nhất là cứ sợ ông bà nói phải cho ăn, cứ nghĩ là người sống rồi là sẽ còn, người chết rồi là sẽ còn, còn giống như người sống vậy, cũng phải ăn uống, cũng phải tắm rửa, cũng phải ngủ nghỉ vậy, cho nên là cứ phải chăm sóc phục vụ cả người chết rồi. Đấy là cái người mà có cái tà kiến về tâm như vậy, thì cái người này cần phải hành tâm quán niệm xứ để thấy được cái sự kiếp sự vô thường ở nơi tâm, diệt trừ cái tà kiến về tâm. Cái tâm nó chỉ là một cái dòng sinh diệt, sinh lên thì nó diệt đi, nó giống như một cái dòng tâm thức, nó giống như một cái luồng gió nó thổi, mình không có nhìn thấy nó. Nhưng mà nó không có một cái, nó không có một cái tướng trạng cụ thể nào cả, nó chỉ là một cái cơn gió. Khi nó có đủ nhân duyên như một cái quạt nó quay, nó có gió nó hiện ra, xong rồi cái gió nó từ đâu nó đến và nó sẽ đi về đâu. Bây giờ mình có thể quán được cái tâm nó như gió, thì mình nghĩ là gió này từ đâu đến và gió này sẽ đi về đâu. Vậy thì mình sẽ nghĩ là tâm này từ đâu mà đến và tâm này sẽ đi về đâu. Thế thì mọi cái tâm nó xuất hiện nó chỉ là thế thôi, nó chỉ là do căn, do cảnh, do cái sự tác ý mà nó khởi lên. Nó khởi lên rồi nó lại diệt đi, nó cứ khởi lên rồi nó lại diệt đi. Nó như là những cái cơn sóng ở dưới biển ấy. Nó gợn lên rồi nó lại chìm xuống, thì nó lại gợn lên rồi chìm xuống, giống như mây nó trôi trên trời. Lúc này nó trôi chỗ này, lúc trôi chỗ kia, lúc này nó tan, lúc nó tụ. Nó từ đâu mà đến và nó sẽ đi về đâu. Thì cái tâm nó cũng thế, nó từ đâu mà đến rồi nó sẽ đi về đâu. Nó cũng tương tự như những cái thứ khác như thế. Nó có duyên, đủ duyên thì nó sinh lên. Khi mà cái duyên đó hết là nó tan đi. Cái dòng tâm là như vậy. Tôi có duyên nó sinh lên, hết duyên nó tan đi. Cho nên là cái tâm này nó hay bị ảnh hưởng bởi cái cảnh. Có cảnh này thì nó sinh tâm thế này, cảnh thế khác thì nó sinh tâm thế khác. Cho nên là cái tâm nó vô thường, nó thay đổi. Nó không phải là một cái gì đó cố định thường hằng. Vậy cái người có tà kiến về tâm thì quán tâm. Người có tà kiến về các pháp, tà kiến về các pháp là chấp trước vào hình danh sắc tướng, cho rằng mọi sự hiện hữu là có thật. Đấy là cái người mà có tà kiến về các pháp. Ví dụ người có tà kiến về các pháp thì là hay quan sát những cái gì mà mình cũng cảm thấy như là nó quý báu lắm. Ví dụ như là thấy cái nhà mình, đây là cái nhà. Thấy cái xe thì nó là đây là cái xe, của cái xe này đẹp, cái kia xấu, nhà này đẹp, nhà kia xấu. Thấy người thì mình nghĩ là đây là người đẹp, đây là người xấu. Rồi là mình thấy một cái gì đó, mình cũng chấp trước vào cái hình tướng hiện tại của nó mà quên mất cái tiềm ẩn ở đằng sau nó. Trước đấy nó là cái gì, sau này nó là cái gì. Ví dụ cái người mà có cái tà kiến về pháp là vậy. Ví dụ cái nhà này nó là cái nhà, nhưng mà cách đây một năm trước nó là cái gì, nó là cái gì, nó có phải là nhà không? Ví dụ cách đây khoảng một năm trước mọi người đến đây có thấy cái chùa này không? Và lúc đấy mình thấy cái gì? Thấy một đống gạch lù lù xếp đầy xung quanh chùa. Lúc đấy có khen là cái nhà này đẹp không? Thấy mấy cái đống cát này, mấy cái đống xi măng này, mấy cái đống gạch đá ngổn ngang. Trong lúc đấy không khen nó đẹp. Lúc đấy đã thấy cái nhà chưa? Vậy thì người mà có tà kiến về các pháp là vật, là sẽ dính mắc vào cái hiện tại mà mình không biết rằng cái này nó từ đâu nó đến và nó sẽ đi về đâu. Mình thấy cái xe nó đẹp, ô cái xe này đẹp quá, quý lắm ấy nhỉ, chắc là cái này đắt lắm, giá trị lắm. Nhưng mà nếu như mà cái lúc mà người ta chưa sản xuất thì mình đến mình nhìn, mình sẽ thấy cái gì? Thấy một cái đống sắt vụn ở đây, không có cái gì cả. Rồi sau này nhé, sau này cái nhà này nó sẽ đi về đâu? Mai mốt thì đến cái đời con cháu lại phải mất công để đem mìn lên phá, xong rồi lại phải xúc gạch ngói đổ đi. Thế thì cái bản chất của các pháp là thế, bản chất của các pháp là thế. Vậy cái người mà có tà kiến là không biết nhìn về quá khứ, không biết nhìn về tương lai, chỉ nhìn vào cái hiện tại của nó, rồi mình tưởng nó là thật nhưng mà thực ra nó không thật. Vậy thì mình nhìn đến một cái con người
bảo ôi cái người này đẹp, người kia xấu, nhưng mà mình biết là cái người này từ đâu mà đến và người này sẽ đi về đâu. À, người này hôm nay nó trôi ở đây, ngày mai nó sẽ trôi dạt đi một cái khúc khác. À, hôm nay nó như thế này mà ngày mai nó sẽ biến dị đổi thay, nó biến thành một cái cảnh khác. Thì các pháp ở trên thế gian này nó là như thế, nó không phải là nó. Cái người nào mà thấy nó là người đó tà kiến, không có trí tuệ. Người nào thấy nó không phải là nó thì người đó mới là người có trí tuệ, người có chánh kiến. Thì cái người cần phải quán pháp là thế. Quán pháp này để diệt trừ cái tà kiến về chấp vào cái hình danh sắc tướng của nó, không còn chấp vào nó nữa, thì là cái người đấy giác ngộ pháp, tham ái với mọi thứ trên đời. Người mà có tà kiến về pháp thì tham ái, thấy cái gì cũng thích, mình tưởng nó là thật mà, cho nên thích, thấy cái này thích, thấy cái kia thích, cho nên là tham ái chấp thủ với mọi, với rất nhiều thứ. Cần phải quán pháp, quán niệm sự để thấy sự thật của các pháp là vô ngã, để diệt trừ tà kiến và tham ái với các pháp. Vậy muốn diệt trừ tà kiến về thường lạc ngã tinh thì phải quán thân là bất tinh, quán thọ để thấy thọ là khổ, quán tâm để thấy tâm là vô thường, quán pháp để thấy các pháp là vô ngã. Đấy là cái mục đích mà cần phải thực hành quán niệm xứ. Quán niệm xứ nó diệt trừ được bốn cái ảo tưởng như vậy. Thân nó là bất tích mà mình lại tưởng nó là tinh, tham ái với thân, bây giờ quán thân là bất tích hết tham ái. Thọ là khổ mà mình lại tưởng nó là vui, bây giờ phải quán thọ thì mình thấy thọ là khổ thì hết tham những cái niềm vui ở thế gian. Tâm là vô thường mà mình tưởng nó là thường, sinh ra nhiều cái mê tín dị đoan, nên bây giờ quán được tâm thì hết mê tín, không còn mê tín dị đoan nữa. Quán pháp để thấy pháp là vô ngã, để mình không còn tham đắm chấp trước vào bất cứ một cái gì ở trên đời nữa, thì đấy là cần phải quán pháp. Ngoài tứ niệm xứ ra, tứ niệm xứ còn diệt trừ các phiền não khác, như là bốn niệm xứ diệt trừ bốn mộc niu, diệt trừ bốn ách phược, diệt trừ bốn lậu hoặc, diệt trừ bốn kết, bốn thủ và bốn loại thức hạnh. Đấy là cái pháp tứ niệm xứ này, nó sẽ diệt trừ các em, vì nó có các phạm trù bốn cái này diệt bốn cái kia, bốn cái niệm xứ thì diệt trừ bốn mộc niu, bốn ách phược, bốn lậu hoặc. Bây giờ bốn mộc niu là gì? Bốn mộc niu, mộc niu là chỉ cho một cái dòng nước lũ nó cuốn phăng mọi thứ ra biển. Mộc niu ở đây có nghĩa là một cái dòng lũ quét. Giống như bây giờ có một cái cơn lũ quét nó tràn về, nó cuốn phăng hết tất cả nhà cửa, nó cuốn phăng hết tất cả đồ đạc ra ngoài biển luôn, cuốn phăng cả người, cả trâu bò, con gà hết ra biển. Bốn loại phiền não này bị cuốn vào biển khổ luôn rồi. Tức là trong con người nó có bốn cái dòng phiền não này, nó mạnh như là dòng lũ và nó cuốn cái chúng sinh đấy, nó nhấn chìm cái chúng sinh đấy ở trong cái dòng sinh tử. Và chỉ có khi nào thực hành tứ niệm xứ thì sẽ thoát ra khỏi cái bọc niu, khỏi cái dòng lũ này, dục bọc niu, sự tuôn tràn dòng tham dục. Vì con người có cái lòng tham dục rất là mạnh, giống như nước lũ ấy, và nó sẽ cuốn vào trong sinh tử. Hữu bọc niu, sự tuôn tròng của cái dòng tham sống đông, là tham sống ở các cái cõi hữu. Tà kiến bộc niu là sự tuôn tràn của cái sự hiểu biết sai. Vô minh bộc niu là sự tuôn tràn của cái dòng ngu si, không hiểu biết, không thấy sự thật. Đấy, nó được gọi là bốn bộc niu. Vậy thì cái người mà phải thực hành tứ niệm xứ thì nó diệt trừ được cái dòng lũ tham dục, diệt trừ được cái dòng lũ tham hiện hữu. Hữu bộc niu là tham hiện hữu, ví dụ như là mình tham được hiện hữu ở cõi người, hoặc là mong rằng sẽ hiện hữu ở cõi thiên giới, mong rằng hiện hữu ở cõi phạm thiên, tức là mình mong luôn luôn mình tồn tại một sự sống, mình chết ở đây mình sẽ mong sẽ sự sống ở cõi khác. Đấy là một cái người bám víu vào cái sự hiện hữu như thế. Đấy nó cũng là một cái phiền não tà kiến, là sự hiểu biết sai, sai chân lý, sai sự thật. Và vô minh là cái sự ngu dốt. Vậy thì thực hành tứ niệm xứ sẽ diệt trừ được bốn cái mộc niu.
bốn niệm xứ sẽ diệt trừ bốn ách phược. Bốn ách phược là ám chỉ sự trói buộc, nghĩa là người có bốn loại phiền não này thì bị trói buộc trong sinh tử lâu dài. Tham ái thân phược, nó là tám tâm tham, là cái người mà có tâm tham là một cái sợi dây nó trói buộc. Xâm độc thân phược là tâm sân. Giới cấm thủ thân phược là chấp vào tà hạnh. Giới thủ thân phược thuộc về tham tà kiến. Ngã kiến thân phược là bốn tâm tham tà kiến. Thì đây nó cũng là những cái phiền não trói buộc ở trong cái dòng sinh tử. Thì tứ niệm xứ sẽ cắt đứt được cái sợi dây ách phược. Ách ở đây là giống như là cái ách của con trâu con bò vậy, nó phải đi kéo cày. Thế thì cái chúng sinh cũng giống như con trâu con bò, phải kéo cái cày, là kéo cái thân tứ đại đi lê từ kiếp này sang kiếp khác. Rồi là sống suốt ngày cứ phải khổ than sở, là vì có cái tâm tham, tham ái này, sân hận này, có giới cấm thủ này, chấp thủ vào các tà hạnh, như là làm những cái việc sai trái mà tưởng làm đúng. Ngã kiến là tham vào cái thân tứ đại. Diệt trừ bốn lậu: dục lậu, tà kiến lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Lậu là những thứ thối tha được ấp ủ lâu ngày và nó rò rỉ ra ngoài như ung nhỏ. Lậu ở đây là giống như là cái máu thối, máu thối mà sau này nó biến thành mủ, giống như là cái người nào mà bị mưng mủ. Thì là cái người đó được thì những cái phiền não ở trong tâm ấy nó cũng được giống như là cái máu thối, nó giống như máu mủ, nó hôi tanh hôi tha. Thì cái người nào mà có dục nộm, tức là tham dục nhiều, thì người đó giống như là người có nộm hoặc nhiều. Tà kiến nộm là muốn tâm tham tà kiến, hữu nộm là cái sự tham hiện hữu, vô minh nộm là cái tâm mà nó si, tâm si đi kèm 12 tâm bất thiện ấy. Thì bốn niệm xứ nó diệt trừ được bốn kết đậu này. Bốn kết, kết ở đây là một cái sự nó dính kết như con bò buộc vào cái xe. Người có bốn thứ phiền não này thì bị dính kết trong cái dòng sinh tử. Kết ở đây có nghĩa là nó giống như là những cái sợi dây nó kết vào với nhau, nó kết vào với nhau giống như là cái vải của mình ấy. Nó có từng cái sợi tơ nó kết vào với nhau, nó kết rất là chặt chẽ mà nó gắn bó với nhau rất là lâu dài. Thì những cái phiền não này nó gắn kết con người vào trong sinh tử. Đó là dục kết dính mắc vào ngũ dục, hữu kết dính mắc vào sự hiện hữu, tà kiến kết dính mắc vào sự thấy sai, vô minh kết dính mắc vào sự ngu si không hiểu biết. Đấy là cái sự kết mà nó kết, nó đan kết với nhau. Người nó cứ giống như là những cái cuộn chỉ, nó đan kết lại, những cái sợi dây tơ nó đan kết lại. Cái người nào mà gỡ ra được, ví dụ bây giờ đan kết thì nó dễ, mà bây giờ mà ngồi mà gỡ ra được từng cái thì nó rất là khó. Bây giờ mình mà muốn gỡ mình ra, giống như con cá mà nó bị dính vào lưới, bây giờ muốn gỡ được nó ra thì cần phải thực hành tứ niệm xứ. Thực hành tứ niệm xứ thì giống như mình gỡ mình ra khỏi những cái lưới nó bủa vây. Thì những cái lưới này là những cái tâm cân dục dính mắc, những cái tâm tham hiện hữu, cái tâm tham tà kiến và tâm vô minh. Bốn chấp thủ, thủ là sự nắm giữ chặt chẽ và đeo bám dai dẳng. Bây giờ mình nắm giữ một cái gì thì đấy được gọi là mình thủ cái đấy. Dục thủ nắm giữ ngũ dục, tà kiến thủ nắm giữ tà kiến, giới cấm thủ nắm giữ các tà hạnh, ngã chấp thủ là nắm giữ về thân mặt. Thủ ở đây là giống như là cái tay của mình nắm vào một cái gì đó. Ví dụ như mình nắm được một cái nắm châu báu, nhưng chẳng may mình bị ngã xuống nước, bây giờ mà buông ra thì có thể nổi lên, nhưng mà tiếc châu báu quá thì cứ nắm lại nên nó sẽ chìm xuống dưới. Nên có người bảo bỏ ra, buông ra, buông ra, bảo không, không buông đâu. Thì lúc ấy là mình tiếc nuôi, thì nắm giữ như thế gọi là chấp thủ, chấp thủ cho nên là mình bị chết chìm.
Thì cái người nào mà chấp phủ nhiều thì người đó sẽ chết chìm, chìm ở trong sinh tử. Mặc dù mình gặp được giáo pháp nhưng mà mình không buông bỏ được, buông đi và buông đi thì sẽ được chứng đắc niết bàn. Nhưng mà bảo ngũ dục này quý báu không buông được, tạm kiến này quý báu không buông được, ngã chấp này quý báu không buông được, vợ con nhà cửa quý báu không buông được, tài sản là danh lợi quý báu không buông được, đấy là chấp thủ đấy, chấp thủ đấy. Cho nên mình sẽ mai mốt mình chìm xuống, chìm vào địa ngục, chìm vào ngã quỷ, chìm vào chúc sinh, mà không có nổi lên thiên giới, nổi về niết bàn được. Thì đấy là chấp thủ. Có cái người có cái ai biết là cái con gì mà nó chấp thủ mạnh nhất, cái con khỉ nó có cái tính chấp thủ ấy này. Người ta thử cái tính chấp thủ của con khỉ đó, người ta sẽ đào một cái hố, người ta quét một cái quả dừa nó vừa vừa nhỏ nhỏ, một cái bàn tay nhỏ nhỏ có thể bỏ ấy vào được ấy. Người ta chôn cái quả dừa xuống đất, xong người ta đặt mấy cái hạt đậu phộng ở trên, từ cái gốc cây ấy, có con khỉ nó đang ở trên gốc cây, người ta rải cái hạt đậu phộng từ cái gốc cây đến cái lỗ mà người ta chôn quả dừa. Thế là người ta tránh đi một chỗ khác, con khỉ nó ở trên cây nó sẽ nhảy xuống, bắt đầu nó nhặt những cái hạt đậu nó ăn. Nên trong cái quả dừa người ta để rất là nhiều cái hạt ở trong đấy. Thế là con khỉ nó sẽ thò cái tay vào trong cái quả dừa, nó nắm chặt đấy, cái nắm hạt đấy. Thế là lúc đấy cái tay của nó to này, nó không kéo được lên, nó không kéo lên. Thế là cái người mà người ta bắt khỉ, người ta cứ nhẹ nhàng người ta đi lại. Lúc đấy người ta thích bắt nó kiểu gì thì người ta bắt à, thích tóm đầu nó cũng được à, thích lấy dây buộc nó cũng được à, thích lấy gậy đập chết nó cũng được. Mà lúc đấy nó chỉ cần buông ra là nó nhảy lên cây, không ai bắt được nó nữa. Nhưng mà vốn đi cái con khỉ đấy nó nắm được rồi là nó không buông, thà chết chứ nó không buông, nó không buông, nó cứ nắm chết. Thế là người ta nặng, người ta bắt, người ta mòi óc, người ta ăn ngon lành. Thế thì chúng sinh cũng như thế, mà buông đi, buông mấy cái thứ giả tạm này đi, để mà đi tu mà không buông được. Cái không buông được cho nên là bị chìm đắm, bị chết, bị tử thần đến bắt đi, bị luân hồi đến bắt đi, đọa xứ đến bắt đi, cứ ở trong cái dòng luân hồi vậy. Còn luân hồi đến hôm nay là do chấp thủ. Chứ nếu mà buông sớm thì bây giờ đã ở niết bàn, không còn trong sinh tử nữa. Vì do cái chấp thủ nó mạnh như thế cho nên cần phải thực hành tứ niệm xứ, bốn niệm xứ sẽ diệt trừ được bốn cái chấp thủ đấy. Diệt trừ cả bốn loại thức ăn, bốn loại thức ăn đoàn thực bị trói buộc. Thức ăn là một cái mà nó trói buộc một cái chúng sinh ở trong cái dòng sinh tử. Đoàn thực bị trói buộc về thức ăn uống, rồi đi tu ăn chay, ở nhà ăn cá thịt đã hơn. Thì đấy là bị trói buộc bởi thức ăn mà mình không có thoát ra được ấy. Thì đến chùa thì không được ăn tối, ở nhà thì ăn 3 bữa sáng trưa chiều tối, còn ăn vặt suốt ngày nữa. Thì vì cái thức ăn nó trói buộc mà không tu tập được, cho nên không giải thoát. Xúc thực bị trói buộc bởi sự tiếp xúc 6 căn với 6 trần. Đi tu rồi thì mặc nông trồng không có những cái bộ quần áo đẹp, cho nên là không thích. Ở nhà thì sáu căn nó được tiếp xúc với có cảnh trần đẹp hơn, được thấy cảnh đẹp, nghe âm thanh đẹp hơn, được nghe nhạc, được xem tivi, được xem phim, rồi là được đi chơi, được đi du lịch, được ngắm những cái cảnh ở những cái nơi mới lạ, được ăn những thứ ngon, để được hưởng thụ nhiều cái thích hơn. Đấy gọi là xúc thực bị trói buộc bởi cái tiếp xúc với cảnh trần. Thức thực bị trói buộc bởi cái tâm nhận biết. Thức có nghĩa là cái tâm của mình nó thích nhận biết những cái cảnh khác nhau. Mắt nó thích nhận biết cảnh sắc, tai nó thích nghe những cái âm thanh gì mà nó khả ái, mũi nó thích ngửi cái mùi khả ái, lưỡi nó thích nếm cái khả ái, thân thích xúc chạm những cái khả ái. Thì đấy là bị trói buộc bởi cái thức thực, bị trói buộc bởi tư niệm thực, là trói buộc bởi nghiệp và quả của nghiệp đã tạo. Mình cứ tạo nghiệp, mình cứ tạo nghiệp thì mình sẽ còn đi sinh tử. Mình cứ tạo những cái nghiệp ở cái đoạn xứ thì mình sẽ
sinh về đoạn xứ, tạo những cái nghiệp ở cõi nhân gian thì sinh về nhân gian, tạo nghiệp ở thiên giới sinh về thiên giới, tạo nghiệp ở cõi phạm thiên thì sinh về phạm thiên. Tạo những cái nghiệp đấy nó cũng là một cái pháp làm cho cái dòng luân hồi này kéo dài này. Đấy là bốn loại thức ăn, nó duy trì cái dòng sinh tử, duy trì cái dòng sinh tử cứ triền miên từ đời này sang đời khác. Vậy thì cái người mà thực hành tứ niệm xứ nó sẽ diệt trừ bốn cái sự trói buộc bởi thức ăn, diệt trừ đoàn thực, bắt đầu vào chùa ăn ngày bữa rồi diệt trừ dần dần đấy, không bị trói buộc bởi về thức ăn nữa, diệt trừ xúc thực, làm suốt ngày nhắm mắt không nhìn cảnh gì hết, nghe cái gì cả, không đi đến đâu, cái này chỉ ở trong thiền viện. Thức thực là không có xem tivi, không có xem múa hát, không trang điểm gì hết. Tư niệm thực đó là không tạo những cái ác nghiệp nữa, mà đoạn trừ hết tất cả các nghiệp để đi đến các cái pháp hữu vi đều đoạn trừ hết để đi đến sự vô vi. Đấy là thực hành tứ niệm xứ sẽ đoạn trừ được cái trói buộc của bốn thức ăn. Đấy là cái ý nghĩa của về tứ niệm xứ. Và cái phần tiếp theo nó là trong tứ niệm xứ có phần niệm về hơi thở. Phần hơi thở này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo nương vào thân, quan sát thân. Ở đây này các tỳ kheo đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, đi đến ngôi nhà trống, ngồi kiết già lưng thẳng, an trú chánh niệm trước mặt, tỉnh giác vị ấy thở vào, tỉnh giác vị ấy thở ra. Thở vào dài vị ấy biết tôi, thở vào dài, thở ra dài vị ấy biết tôi, thở ra dài. Thở vào ngắn vị ấy biết tôi, thở vào ngắn, thở ra ngắn vị ấy biết tôi, thở ra ngắn. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vào vị ấy tập, cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra vị ấy tập. An tịnh thân hành tôi sẽ thở vào vị ấy tập, an tịnh thân hành tôi sẽ thở ra vị ấy tập. Đấy, bây giờ mình đi vào chi tiết của từng cái pháp quán niệm xứ. Chi tiết pháp từng cái ví dụ thân quán niệm xứ. Thì trong đó là niệm hơi thở là thuộc về thân quán niệm xứ. Vậy thì cái người mà thực hành là niệm xứ thuộc về thiện niệm hơi thở này, đó là niệm thân, niệm hơi thở là thuộc về thân của niệm xứ. Thì cái vị đấy thì Đức Phật mới dạy là hơi thở nó thuộc về thân quán niệm xứ, bởi vì nó là thân ấy. Vì thân niệm xứ là tất cả những gì thuộc về vật chất có các đặc tính của tứ đại bên trong bên ngoài. Hơi thở có các tính chất của gió, nó là vật chất, nó là thần của thân. Khi phân tích dưới cái pháp chân đế thì hơi thở là tổng hợp sắc của tâm sinh, nó có 9 yếu tố. Trong hơi thở nó có đất, nước, lửa, gió, màu, mùi, vị, hương, chất và âm thanh của hơi thở. Hơi thở nó thuộc về vật chất chứ nó không phải là thuộc về cái gì tinh thần. Nó là vật chất. Trong cái hơi thở mình bắt, cái tâm của mình bắt một khúc của hơi thở, mình có thể phân tích ở trên đấy nó có 9 yếu tố: đất, nước, lửa, gió, màu, mùi, vị, hương, chất và âm thanh của hơi thở. Cho nên là hơi thở nó là thân niệm trực, nó là vật chất chứ nó không, cho nên nó thuộc về thân. Vị tỳ kheo hay phải đi đến một khu rừng, đi đến gốc cây, đi đến ngôi nhà trống để hành thiền. Đức Phật đây đi đến mình muốn thực hành được cái pháp thiền này thì phải đi đến một cái nơi phù hợp, chứ ở một cái nơi không phù hợp thì không hành thiền được. Ví dụ Đức Phật không dạy là phải đi ra chợ, không dạy đi đến công viên, không có dạy mình phải đi đến ra ngã ba đường, không có dạy là đi đến chỗ đông người, mà dạy là hãy đi đến khu rừng, tức là phải đi tránh xa thôn xóm, tránh xa dân làng, tránh xa chỗ tụ tập đông người, phải ở một cái nơi yên tĩnh vắng vẻ như thế. Đi đến một cái gốc cây hoặc là một cái gốc cây cổ thụ như là gốc cây bồ đề, đi đến một cái ngôi nhà trống, tức là cái ngôi nhà hoang nào người ta bỏ không ấy, ngôi nhà hoang mà không còn người ở, hay là cái nơi tha ma nghĩa địa mồ mả, những cái nơi đấy là phù hợp, thì ngồi ở đấy, ngồi kiết già tinh thần ở đấy để hành thiền. Đây là những cái nơi mà có sự yên tĩnh, ít ồn ào, ít người qua lại, tiếng động là cây gai. Thì những cái nơi nào có nhiều tiếng động thì cái nơi đấy nó là một cái pháp chướng ngại. Mỗi một tiếng động mà nó đập vào cái người mà đang yên tĩnh mà thực hành hơi thở giống như cây gai nó đập vào tâm,
từ cây gai của định, một hành giả từ cảnh thiền thì phải đến một chú sư. Đến một chú sư đấy để làm gì? Ở đây được ví như là như báo rình bắt thú, như con nai, con của Như Lai cũng vậy, người có tấn có tuệ đi vào trong khu rừng để bắt nếu quả tối thượng. Như con báo hay là con cọp ấy, nó muốn vồ được một con mồi ấy, thì nó phải đi vào một cái nơi đến một cái nơi mà kín đáo rộng rạc, em đứng đấy nó rình rập nó vồ nó bắt con mồi. Thế thì đệ tử của Như Lai cũng thế, đi vào trong khu rừng để rình bắt cái gì, để bắt cái quả giải thoát, để bắt cái chánh trí, để bắt cái trí tuệ giác ngộ. Thì có đi đến một cái chú xứ yên tĩnh như vậy thì nó cũng giống như là một cái con bò, con bê cai sữa. Bởi vì là cái con bê mà nó còn bú mẹ thì nó mà gần ở bên mẹ thì nó sẽ không bao giờ trưởng thành được, lúc nào nó cũng đòi bú mẹ. Thế bây giờ mà muốn cho nó đi ăn cỏ, cho nó không bú mẹ nữa thì phải bắt nó nhốt riêng đây. Thế thì tất cả chúng sinh cũng vậy. Mình khi mình ở trong cái chỗ ồn ào thì cái tâm của mình nó giống như con bê, con bê ngơ ngác, nó suốt ngày nó đòi bú mẹ, đó là nó suốt ngày nó đòi tìm những cái niềm vui, suốt ngày nó đòi là phải xem tivi, nó đòi là đi chơi thăm bạn bè, nó đòi nghe ca nhạc này, nó đòi là ăn sáng ăn trưa ăn chiều ăn tối ăn vặt ăn đủ mọi lúc này, nó đòi đủ mọi thứ. Những cái khi mà nó còn sống ở những cái nơi thế gian thì cái tâm đấy nó có nhiều cái bị cuốn hút, nó có nhiều cái bị hấp dẫn, nó có nhiều cái bị chi phối, cho nên rằng là nó bị loạn động rất là nhiều. Cho nên cái tâm đấy không bao giờ nó vững vàng, nó trưởng thành được, và lúc nào nó cũng như em bé vậy. Thế thì muốn cho để mà có được cái sự tu tập tốt thì cái vị đó phải tách rời nó, tách ra, tức là cho cái tâm đấy nó đi đến một cái nơi không có những cái cảnh hấp dẫn khả ái, hay là những cái cảnh chướng ngại để nó khởi lên tham, để nó khởi lên tâm sân. Vì khi đi vào trong rừng ấy thì nó không còn tham, không có cái cảnh gì khả ái hấp dẫn để mà tham, không có cái cảnh gì nhàm chán để mà sân, thì cái tâm đấy nó mới định tĩnh, nó mới tự tại. Thì nó ở cái nơi đấy nó chỉ có cây cối, chỉ có đất trời ấy, thì nàng ngồi nó sẽ rất là định tĩnh. Vì vậy cho nên là cần phải có khu rừng, giống như là rừng Phúc Minh, cây cối nó thành rừng đấy thì mọi người mới hành thiền được, mà không có trồng nhiều cây nên như thế không ai hành thiền được. Nghĩa là đấy là cần phải đến khu rừng, đến gốc cây đấy, ngồi dưới gốc cây đấy. Hai bên thiền đường là phải trồng thật nhiều cây, ngồi gốc cây, ngồi căn nhà trống trải, không có nhiều những cái đồ đạc dụng cụ ấy, thì căn nhà đấy nó cũng là căn nhà trống. Ví dụ như là bây giờ mình một cái người nào hành thiền vào trong phòng thấy quá nhiều đồ đạc thì cái sự hành, cái pháp nó sẽ kém. Mà cái phòng mà ít đồ đạc, ít dụng cụ, ít những cái vật dụng ấy, thì cái người đấy sẽ hành thiền tốt. Đấy là đến khu rừng là như vậy. Hay là cũng được ví như là có một cái cây củi. Cái cây củi mà bây giờ mình muốn sử dụng được nó, mình có thể dùng nó làm cái củi để mà đun nấu được một cái gì đấy, thì cái cây củi đấy nó cần phải phơi khô. Một cái cây củi mà nó ở trong nước thì nó thấm nhuần bởi nước, khi mình đem lên mình đốt nó sẽ không cháy. Nếu cái cây củi đấy mình được vớt lên rồi, bên ngoài nó khô nhưng mà bên trong nó vẫn còn nước thì có đốt được không? Bên ngoài thì thấy nó khô nhưng mà bên trong nó vẫn còn chứa nước thì mình có mang bỏ vào lửa nó cũng không cháy. Cũng vậy, một cái người tu tập, thứ nhất là mình lánh xa những cái nơi ồn ào hỗn loạn ra, nhưng mà trong tâm vẫn còn ẩn chứa nhiều những cái phiền não, thì nó giống như một cái cây củi
mặc dù đã được vớt lên khỏi nước rồi nhưng mà nó vẫn chưa khô, không có đốt được. Thế thì không phải là ai đi vào rừng, ai đi đến gốc cây, ai đi đến ngôi nhà trống mà cũng tu tập được. Bởi vì là khi mà mình đi vào rừng rồi nhưng mà mình không buông, tức là cái tâm không buông ấy, không buông những cái cảnh trần ra, cứ ngồi nhắm mắt vào một cái là bao nhiêu cái niềm vui, bao nhiêu nỗi buồn bắt đầu nó khởi lên. Nhớ đến cái chuyện quá khứ, nhớ đến chuyện tương lai, nhớ đến cái chuyện này, nhớ đến chuyện kia, tính toán đủ mọi chuyện thì nó cũng không khởi lên. Vậy thì nó phải như một cái cây củi được vớt ra khỏi nước, nhưng mà nó phải được phơi khô, tức là nó phải được vắt hết nước đi, nó được khô thì bắt đầu mình mồi lửa vào thì nó mới cháy. Thế thì cái người tu tập cũng vậy, bắt đầu khi đi đến một cái nơi thanh tịnh rồi thì phải tâm phải buông, buông bỏ tất cả những cái chuyện là quá khứ, chuyện tương lai, chuyện vui, chuyện buồn, được mất hơn, thua khen chê yêu ganh, buông bỏ hết, không quan tâm đến một cái gì nữa. Có được cái sự buông xả như vậy thì là lúc đấy mình sẽ duy trì được chánh niệm. Duy trì được chánh niệm thì là mình sẽ đạt được cái những cái pháp mình cần đang tầm cầu. Đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, thời nay thật khó để đi đến một cái khu rừng, đi đến dưới gốc cây ngôi nhà trống thì mình tìm một chú xứ nào thích hợp. Bây giờ mình không có rừng, không có những cái chú xứ như vậy, mình có thể hành thiền ở trong một cái giảng đường, trong một cái thiền đường, đấy cũng là một cái nơi thích hợp. Ở một cái căn phòng riêng biệt không có sự quấy động, đấy cũng là một cái nơi thích hợp, một chú xứ thích hợp như thế. Ở cái nơi không có rừng thì mình có thể thực hành như thế. Thực hành là đó là mình có một cái ngôi nhà, một cái căn phòng riêng biệt, không có người khác đến quấy rầy ồn ào, một cái tịnh thất dù là nhỏ bé, dù là một túp lều nhỏ bé cũng được, nhưng mình phải có một cái không gian riêng, không gian riêng biệt, nên là mà phải ở mỗi người mà phải ở độc cư. Còn trong lúc hành thiền mình có thể hành thiền tập thể, dù ở trong một cái tập thể nhưng tâm mình vẫn phải độc cư, tức là dù có thể ngồi trong một cái đại chúng chung nhưng mà mình đừng có bận tâm, mình phải phớt lờ những người xung quanh, mình chánh niệm tỉnh giác thì mới cái tâm nó độc cư như thế. Và ngồi kiết già lưng thẳng, an chú chánh niệm trước mặt, ngồi kiết già, ngồi xuống khoanh chân nặng, mắt hai chân lên nhau, giữ sự yên lặng cho thân, giữ lưng thẳng, không ngả về trước, không ngả về sau, không ngả về hai bên, thì là giữ cho lưng thẳng. Ngồi ở đây là nói là ngồi kiết già, nhưng mà mình có thể ngồi khoanh chân nặng theo một cái tư thế nào đấy mà càng thấy thoải mái dễ chịu, kiết già, bán già hay là cả hai bàn chân bằng nhau. Ngồi có nghĩa là mình cứ khoanh cái chân nặng để cho nó gọn gàng, giữ lưng thẳng từ cái đốt sống dưới cùng cho đến cái đốt sống trên cùng, nó luôn luôn chồng trên một cái đường thẳng đứng. Thì lúc đấy là mình giữ cái lưng nó thẳng như vậy, thì cái tâm nó sẽ tỉnh ra. Nếu mà cái người nào mà hay có cái tâm mà nó bị hôn trầm nhiều thì phải cố gắng ngồi giữ lưng thẳng, giữ lưng thẳng thì nó sẽ làm cho tỉnh giác cao. Vì khi mà mình giữ cái lưng thẳng thì là cái người đấy là đang có một cái sức tinh tấn tốt thì cả thân tâm nó đều phấn chấn. Mà cái người nào mà có cái nội tâm mà hay bị căng thẳng mà mình giữ lưng thẳng thì cái tâm nó cũng hay căng lên, hay bị căng tâm ấy, thì mình để cho cái lưng nó được thoải mái lên một tí. Đấy nó còn tùy theo từng người. Khi mà ví dụ như là một cái người mình ngồi mình thả lỏng để cho cái thân tâm nó được thả lỏng ấy, cái thân nó thả lỏng thì tâm nó cũng thả lỏng. Còn cái thân của mình mà thẳng và mạnh mẽ thì là cái tâm lúc đấy nó cũng trở nên mạnh mẽ. Thì cái người nào mà có cái tâm yếu ớt thì giữ lưng thẳng lên là cái tâm nó sẽ mạnh mẽ lên. Người nào mà cái tâm của mình nó căng thẳng quá thì mình để cho nó cái thân nó thoải mái thì là cái tâm nó cũng sẽ nới lỏng ra một tí để nó quân bình. Cái người ngồi thiền biết cách cứ quân bình như thế, an chú chánh niệm trước mặt, vì ấy phải giữ tâm an tịnh và tập trung tâm vào một điểm ngay ở trước mặt,
để nhận biết hơi thở vào và hơi thở ra một cách thoải mái tự nhiên nhất. Cái tâm của mình là luôn luôn vị ấy không có được để cái tâm ở những cái vị trí nào khác, vị đó phải để tâm ngay trước mặt, thì cái mũi nó ở trước mặt mình, cái hơi thở nó đi vào đi ra thì nó phải đi vào ra ở cửa mũi, thì cái vị đấy phải để tâm ngay ở cửa mũi, để tâm ở trước mặt rồi. Chứ vì đó không được để tâm ở đằng sau đầu, vì đó không được để tâm ở dưới người, để tâm ở chân tay hay để tâm ở những cái vị trí khác, để tâm ở vị trí khác vì không thể bắt được hơi thở. Để tâm ở ngay trước mặt, ngay ở sát mũi thì vì ấy mới bắt được hơi thở. Chánh niệm vì ấy thở vào và chánh niệm vì ấy thở ra. Khi hơi thở đi vào vì ấy có ý thức nhận biết đó là hơi thở đang đi vào. Khi hơi thở đi ra vì ấy có ý thức nhận biết đó là hơi thở đi ra. Cái ý thức nhận biết hơi thở đi vào là đi ra ấy gọi là chánh niệm tỉnh giác. Cứ quan sát hơi thở như thế trong suốt cái thời thiền của mình. Vì đấy có thể ngồi thiền 1 tiếng, hay 2 tiếng, hay 3 tiếng. Ngồi một thời gian có thể dài như vậy, nhưng vì đấy chỉ làm một việc, làm duy nhất một việc, đó là hơi thở đi vào vì đấy biết hơi thở đi vào, hơi thở đi ra vì đấy biết hơi thở đi ra. Huấn luyện cho cái tâm nó phải thuần thục như vậy. Đấy thế là cái lúc mà nó đang huấn luyện, nó đang dùng một cái sợi dây mà nó buộc một cái con, nó buộc một cái con ngựa, nó buộc một cái con khỉ, và làm cho nó thuần thục bên cái sợi dây đấy, thì cái hơi thở nó giống như là cái sợi dây cột cái tâm này, thì cái tâm nó sẽ không đi năng chăng nữa, nó không đi năng chăng, và lúc đấy nó chịu chú tâm ở trên hơi thở, thì lúc đấy nó mới đạt được cái sự định tĩnh. Đấy là cái cách mà để phát triển về định. Giờ mọi người thực hành thiền như vậy đó. Bài hôm nay học đến đây, hôm sau học tiếp. Hồi hướng. Người hồi hướng. Idam me punya.